Con nhớ kỷ niệm mà mẹ con đọc sách chung với nhau. Lúc đó là mẹ hay đọc sách tối với con, nhưng mà dạo này con phải đọc mình, mẹ nằm với em. Một buổi tối thì con nói với mẹ là: mẹ ơi, mẹ quay đọc sách với con đi. Dạo này hai mẹ con mình không đọc sách chung với nhau, con lại đọc một mình, con buồn lắm. Mẹ nói mẹ phải trông em rồi đẹp bữa khác đi. Xong rồi lúc mà con em mới sinh ra con rất là hững, con đòi tối cho vô con ngủ với em ở bệnh viện. Xong là tối không có chỗ nằm, con phải ngủ dưới gầm giường. Mỗi buổi tối thì con đọc mình, con thấy ai đọc chung với con. Ba thì tối bận lắm, ba không đọc sách chung với con được. Lúc xưa là chỉ có mẹ đọc sách chung với con. Hai mẹ con mỗi buổi tối là cho em ngủ xong là lấy đèn bật đọc sách đó, xong rồi hai mẹ con đọc. Lâu lâu con vẫn giận, nhưng mà con giận xong rồi sáng mai hai mẹ con quên hết. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Điều Con Muốn Nói. Thưa quý vị khán giả, hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời lượng của chương trình để cùng chia sẻ về câu chuyện khi có một em bé nữa chào đời trong gia đình, để những em bé nhỏ của chúng ta tự nhiên lại trở thành anh, thành chị. Đôi khi có những cái lời chọc ghẹo mọi người nghĩ rằng là vô tư thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của trẻ. Ví dụ như là có em rồi á, là con sẽ bị ra rìa. Hoặc ngược lại, cũng có những ông bố bà mẹ thì cứ mãi lo lắng về cái chuyện là nếu có thêm một đứa em nữa thì em bé đang ở nhà mình sẽ không có thể nào được yêu thương chiều chuộng như trước, và họ cứ chần chừ cái việc có thêm em, khiến cho đứa trẻ mong có em mãi mà không được. Sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta kể liên quan đến việc trẻ có thêm em, và câu chuyện của ngày hôm nay Vân nghĩ cũng sẽ đem đến những điều thú vị riêng của nó, bởi vì nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé rất là đáng yêu, rất linh hoạt và cực kỳ thông minh. Và trước khi gặp gỡ nhân vật nhí của chương trình, hãy cùng chúng tôi chào đón tiến sĩ tâm lý Tô Nhà. Trời ơi, nhìn hai đứa tự nhiên muốn đi Đà Lạt nhé. Hãy cứ coi như cái không gian này là một homestay lãng mạn ở Đà Lạt, để chúng ta sẽ được chia sẻ với nhau những cái câu chuyện liên quan đến các bạn nhỏ. Em bé này á, nhỏ xíu xíu à, nhưng mà cực kỳ thông minh. Bạn ấy cũng có một cái kho kiến thức rất là lớn, so với số tuổi của mình và so với cả cái thân hình của mình nữa. Chúng ta sẽ cùng chào đón cậu bé Vĩnh Khang. Wow. Ôi trời, bây giờ hãy tôi tả đúng không? Con chào con nha. Con chào con. Chào con. Trời ơi, con bao nhiêu tuổi? Dạ con 8 tuổi. Con 8 tuổi. Là thông lệ của chương trình thì chúng tôi sẽ khám phá bên trong chiếc hộp thần kỳ này để xem là nó ẩn chứa cái bí mật gì, hay nó là cái dữ liệu gì liên quan đến nhân vật nhí của chúng ta. Và sau khi mà đã cùng phân chia về vị trí ngồi thì chúng tôi sẽ tách nhau ra để cùng chia sẻ, và đến một thời điểm phù hợp thì chiếc nút này sẽ là một cái sự kích hoạt. Rồi bây giờ cô Ốc sẽ để gì vô mà trong lúc cô Ốc nói là khám phá chiếc hộp mà con nguy hiểm dữ vậy Khang. Rồi giờ, bây giờ cô mở được không, hay là dạ, hay là con mở? Dạ, cô Ốc mở được. Cô Ốc mở được, cô Ốc mở nha. Mở đi. Trời ơi, cái gì? Một cuốn sách. Dạ, một cuốn sách. Sách này là con thích đọc quá hả Khang? Dạ không, cái cuốn sách này là kỷ niệm của con với mẹ. Một kỷ niệm của con với mẹ, công đạo lớn khôn dành cho em bé từ 5 đến 12 tuổi. Đúng rồi, con là cậu bé đáng yêu. Đây là một quyển sách mà thông thường thì các bà mẹ và các ông bố vẫn hay sử dụng cái dòng sách này cho các hoạt động đọc sách tại nhà với các con. Đây là một quyển sách kỷ niệm. Thế thì anh này, anh nhớ cái kỷ niệm gì đây? Dạ con nhớ là những buổi tối con hay đọc sách chung với mẹ. Nhưng mà dạo gần đây thì mẹ đẻ em, con không đọc sách được chung với mẹ. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu rồi. Thôi được rồi con, cô sẽ vào trong kia, con ngồi đây với cô Ốc được không? Dạ được. Quyết định vậy đi. Mặt vẫn rất nguy hiểm. Nhưng mà nhớ phải mở cửa vào lúc mà tôi cần nhất nha. Tôi hứa tôi sẽ quay trở lại đúng lúc. Xin chào hai cô cháu. Xin lại. Dạ con. Một lớp 2 mình đã bắt đầu từ từ đọc truyện tranh. Sau đó mình sẽ cho bé đọc từng từ các loại sách mà nó phù hợp với tuổi của bé. Cảm giác của ba mẹ như thế nào khi ở ngoài kia ảnh nói một cái câu là: nhưng từ ngày mẹ có em thì mẹ đã không có đọc cùng con nữa. Cảm xúc của mình khi mà nghe con nói điều đó?
cũng có hiểu tâm lý của con, tại vì biết con rất buồn cái thời gian do mẹ mới vừa sinh em bé. Em bé được khoảng nay đến nay là 16 tháng. Thì là cái khoảng thời gian đó là mẹ không còn thời gian dành cho mẹ con. Mẹ phải chia sẻ thời gian rất là nhiều cho hai em. Tại vì gia đình chỉ có hai vợ chồng thôi. Nên cái việc chăm sóc em bé là mẹ phải làm hết. Nên cái việc mà con mình cũng phải... cảm thấy bị thiếu hụt. Nhiều khi con cũng cảm thấy hơi hoài nghi là có em vui không? Thế là hôm nay đến với chương trình á, thì ba là người thường xuyên tâm sự với con nhiều, kể cả đặc biệt cái thời gian sau này mẹ có bé thứ hai thì mẹ bận với em bé nhỏ, thì ba là người tâm sự rất là nhiều với bé, thì cũng chưa bao giờ bé có cái biểu hiện gì để cho thấy là ví dụ như bé có những cái suy nghĩ như vậy, thì mình cứ nghĩ chắc là bình thường thôi, nó là bình thường thôi. Thì hôm nay rất là bất ngờ đối với câu chuyện của bé. Vĩnh Khang ơi, con đã đọc hết cuốn sách này chưa? Dạ rồi. Hết luôn. Con có nhớ được nhiều câu chuyện ở trong đây không? Dạ, con nhớ là trong đó ghi là trang đầu tiên là lúc mà mẹ mà muốn cho con học là phụ việc tốt á, thì là mẹ sẽ giả bộ bị bệnh để cho con đi nấu ăn hay là nấu cháo cho mẹ. À, nói chung là trong đây là có rất là nhiều chiêu để ba mẹ có thể áp dụng, và chúng ta sẽ dạy cho con những cái bài học nho nhỏ gắn liền với cuộc sống thường ngày của mình. Bây giờ Vĩnh Khang kể cho cô nghe nè, là trong gia đình bây giờ ngoài con là còn có em bé nữa phải không? Dạ. Em mấy tuổi rồi? Dạ, em 1 tuổi rưỡi. Là còn bé tẹo à, mới biết đi à, đúng không? Em chạy tốt không? Em chạy được chưa? Dạ rồi, chạy được rồi. Vậy hả? Đúng cái ngày thôi nôi luôn là em chạy vẫn rồi. Trời ơi, em hay quá nhở. Nhưng mà buổi sáng lúc con dậy, tự nhiên con thấy em cầm cái chổi em đi quét nhà. Vậy hả? 1 tuổi rưỡi mà em biết quét nhà luôn rồi. Dạ. Rồi đi giỏi này, chạy nhỏi nè, lại còn biết quét nhà nữa. Vĩnh Khang có thấy tự hào về em của mình không? Dạ có. Em con là con trai hay con gái? Dạ con trai. Có giống con không? Dạ giống. Nhưng mà khác là hay tức giận đó. Phải không? Hôm trước sáng nay luôn con mới bế em xuống, tại em và con sợ em té. Con bế em xuống em khóc gào lên, xong rồi định cắn con. Trời ơi, thường em nó hay dữ lắm, nó hay ăn hiếp ăn chị mình lắm đúng không con? Dạ, nhưng mà em con là ăn hiếp và ăn hiếp cho chảy máu luôn. Wow. Nó cắn thì con, nó mà cắn là cắn chảy máu luôn. Trời ơi, có bị thẹo không? Dạ không. Bây giờ con nói cô nghe nè, tại sao con lại đem cuốn sách này đến đây? Là tại vì con nhớ kỷ niệm mà hai mẹ con đọc sách chung với nhau. Lúc đó là mẹ hay đọc sách tối với con, nhưng mà dạ này con phải nằm mình, mẹ nằm với em. Một buổi tối thì con nói với mẹ là mẹ ơi mẹ quay đọc sách với con đi. Dạ này hai mẹ con mình không đọc sách chung với nhau, con lại đọc một mình, con buồn lắm. Mẹ nói mẹ phải trông em rồi đẹp bữa khác đi. Nhưng mà lúc trước mẹ có nói cho con biết về cái chuyện là con sắp có em không? Dạ có. Con đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó chưa? Dạ có. Xong rồi lúc mà con em mới sinh ra con rất là hứng. Con đòi tối cho vô con ngủ với em ở bệnh viện. Xong là tối không có chỗ nào con phải ngủ gầm giường. Trời ơi, sao kể câu chuyện nghe thấy coi như là cả một cái sự thay đổi rất là lớn từ khi mà bạn Vĩnh Khang có em. Nhưng mà có phải là con cũng rất là nhớ cái thời gian mà con được đọc sách với mẹ mỗi đêm, đúng không? Dạ. Yeah. Mà bây giờ không được nữa, có lúc nào con cảm thấy buồn không? Thì có. Mỗi buổi tối thì con đọc mình, con thấy ai đọc chung với con. Ba thì tối bận lắm, ba không đọc sách chung với con được. Lúc xưa là chỉ có mẹ đọc sách chung với con. Hai mẹ con mỗi buổi tối là cho em ngủ xong là lấy đèn bật đọc sách đó, xong rồi hai mẹ con đọc. Nhưng mà có lúc nào con giận mẹ về điều đó không? Dạ lâu lâu con vẫn giận, nhưng mà con giận xong rồi sáng mai hai mẹ con quên á. Giận xong lại về đúng không? Tại dạ. Mẹ thương Khang cái mồ luôn, cô biết. Cô không biết á. Một chút về công việc của mẹ nữa, nhưng mà cô rất là mong con sẽ giới thiệu cho mọi người biết là ba mẹ con làm gì nè. Dạ mẹ con làm dược sĩ, ba con thì làm bộ đội. Thank you.
lúc mà em nó ngủ hay là có ai trong phòng mẹ á, thì mẹ kêu trong em phòng mẹ để mẹ chơi với con, cho nên là con cũng không buồn lắm. Những lúc đó con hạnh phúc không? Dạ có. Con thương mẹ nhiều không Khang? Dạ có. Con có hay nói cho mẹ biết là con thương mẹ không? Dạ có. Xong rồi ngày 8 tháng 3 con cũng để dành tiền để con mua hoa cho mẹ. Mua hoa cho mẹ? Dạ. Khi nhận được món quà của con mẹ thế nào? Mẹ cũng vui lắm. Thương quá à. Khang thương mẹ lắm phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà có bao giờ con cảm thấy tại vì có em á mà mẹ không dành nhiều thời gian cho con, con buồn mà buồn thật sự luôn á. Có bao giờ con cảm thấy tiếc vì mình có thêm em không? Dạ yeah, không. Lâu lâu thì con cũng rất là tự nhiên sao mình có em vậy. Nhưng mà lâu lâu thì con cũng thương em và chơi với em. Em mà mai mốt nó lớn lên á và nó biết là anh mình thương mình như vậy á, là em nó sẽ yêu con nhiều lắm. Mẹ nói là con ốm vậy bút thì ai bắt mẹ con thì em bảo vệ cho con. Tại em con nó có vẻ rất là khỏe mạnh đúng không? Dạ. Thấy thương không? Vậy là cũng khác cái hình dung của cô ốc nè. Tại vì thường là cô ốc biết bé Khang là ở con vui vẻ lắm, con hồn nhiên lắm, cô đâu có nghĩ là bữa nay lại có nhiều tâm sự như vậy. Nhưng khi con nói ra được rồi, con có cảm thấy mình thoải mái hơn không? Đâu có nghĩ rằng là cậu bé Vĩnh Khang và cô Ốc biết bữa nay người ta đã trưởng thành và sâu sắc như vậy đâu. Đâu thể nào mà cứ vô tư hoài được đúng không mẹ? Mặc dù vốn dĩ đây là một cậu bé rất là ngây thơ, rất là đáng yêu, rất là hồn nhiên. Nhưng mà quả thật là đôi khi có những cái sự thay đổi mà buộc phải chấp nhận á, khiến cho các bạn nhỏ của chúng ta cũng phải trở nên trưởng thành hơn rất là nhiều. Với câu chuyện ngày hôm nay nó lại là một minh chứng khác. Chúng ta cũng gặp nhiều cái sự đánh úp trong quá trình làm cha mẹ, làm cho các bậc phụ huynh cảm thấy lúng túng. Nhưng mà Ốc biết không, khi mà ngồi ở trong kia cùng với ba Bảo Huy và mẹ Như Quỳnh á, thì mình nhận thấy là họ là một thế hệ ba mẹ mới đó. Rất là chủ động làm bạn với con, đồng hành với con và chuẩn bị rất là nhiều thứ. Nhưng cuối cùng vẫn có những giọt nước mắt của một bạn anh hai tên là Vĩnh Khang rơi ở đây. Điều này cho thấy rằng làm cha mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Nó chỉ có thể là chúng ta chủ động hết mức trong cái năng lực của mình. Khi mà ba mẹ nghe con nói thì cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Thật sự là cũng rất buồn. Tại vì mình đã không thể nào làm cho con nó được hài lòng với cái ý muốn của nó. Mà bạn này lúc đầu là bạn không có định khóc đâu. Bạn nói bạn cũng kềm lắm á, mà nói một hồi là nước mắt rơi ào ạt luôn. Mà hiểu là mẹ đã cố gắng sắp xếp. Mà cũng rất là thương em nữa, nhưng đôi khi có những lúc tự nhiên chạnh lòng á. Em ra đời là dựa trên nhu cầu của ảnh đó. Mà cuối cùng cả gia đình vẫn còn bị đánh úp như vậy đó. Nhưng mà lúc đầu là ba mẹ chưa có dự định là có thêm bé. Có nghĩa là do cái cuộc sống nó cũng hơi bộn bề nên xác định là chỉ có mình Khang thôi. Cũng qua một cái chương trình game show thì Khang có tâm sự là con muốn làm anh hai. Thế là sau cái chương trình đó thì gia đình về hỏi con thì nếu mà biết là con muốn như vậy thì mình gia đình nên suy nghĩ lại để cho Khang có một người em để cùng làm bạn với Khang. Thực tế ngồi trong kia thì thực sự rất bất ngờ. Yeah. Bé ở nhà từ ngày xưa rất là vui, rất là nhí nhảnh thì nghĩ là chắc sẽ đến là nhiều câu chuyện cười nhiều hơn. Mà thực tế là vừa vào là cả ba cả mẹ đều rơi nước mắt. Thực sự là xúc động. Thì
Nói chung về sinh bé thứ hai á, là cũng xuất phát là từ cái ý của bé. Thì trong quá trình đó thì ba mẹ đã chuẩn bị, nói chung là tương đối kỹ về cái tâm lý cho bé. Mà hôm nay nghe bé thổ lộ những cái suy nghĩ của bé như vậy á, thì thấy mình còn đang thiếu sót rất là nhiều. Thì mặc dù là đã cố gắng hết sức rồi đấy, đã cố gắng rất là nhiều, cố gắng hết sức, thậm chí là sắp xếp cả công việc đồ này kia, nhưng mà vẫn chưa thể bù đắp được lại cho bé giống như cái thời gian đầu là chỉ có mình bé. Thì cả bố cả mẹ thì sẽ có cái thời gian chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà được cái thì bé Khang thì tới giờ cũng thì cũng rất là thương em. Đúng. Lúc bất cứ cái vấn đề gì cũng nhường em ở nhà cả. Rất là biết phụ mẹ trong em, rất là mỗi lần có vấn đề gì là lúc nào Khang cũng là người chủ động giúp mẹ hết, không phải đợi nhặt cái gì hết. Nhưng mà người ta cũng chỉ mới có 8 tuổi rưỡi, gần 9 tuổi thôi. Nên cái nhu cầu về cái việc là được vẫn là một em bé nó vẫn còn. Với cái hành trình hôm nay thì mình nhận thấy là cả bố mẹ đều rất là nỗ lực. Cho nên nó sẽ không phải là những cái câu chuyện trách cứ hoặc là giá như, nhưng nó lại là một cái minh chứng khác là chúng ta không có được chủ quan. Thông thường thì chúng ta hay nghĩ gì nè, ủa mình đâu có thờ ơ đâu, mình đã rất là cố gắng, mình đã làm hết rồi, như vậy thì không có lý do gì con mình buồn hoặc là các bé hụt hẫng hoặc là thất vọng. Thì đúng là chúng ta không có lỗi, nhưng mà để có thể tìm được cái điểm giao thực sự á, chúng ta không có được chủ quan. Bởi vì con nghĩ cái gì thì nó là một bầu trời bí ẩn và nó cũng rất là đa dạng. Chỉ có cách duy nhất đó là chúng ta đón nhận mọi cái cảm xúc của trẻ và chúng ta cùng nhau điều chỉnh thôi. Thường chúng ta hay nói rằng là thêm con là thêm của. Và sẽ không có thiệt thòi đâu, sẽ là những niềm vui nhân lên, điều đó nó không có sai. Nhưng mà trên thực tế là những đứa trẻ khi phải có thêm một hoặc vài đứa em, nó vẫn có những cái thiệt thòi nhất định. Ông nhớ là lúc mà sinh bé thứ hai, lúc đó là mới hai thôi nha, mà có một ngày nọ tự nhiên mình nhìn thấy tay của bé lớn là bằng tuổi Khang đó, tay của cô Ca, lâu rồi không có cắt móng tay con mình đứt không mà. Mà tự nhiên đó, lúc đó mình mới thấy rằng trời, thì ra mình đã có những lúc như thế này. Trước đó mình chưa bao giờ để cho con mình có một phút giây nào mà thấy lôi thôi, vì mình nghĩ rằng mình đã luôn quan sát và chăm sóc con tốt đó. Nhưng mà có những thứ nó cuốn mình đi, nên đôi khi mình để cho bé thiệt trong một cái khoảnh khắc nào đó mà mình không biết. Đúng. Nhưng mà vấn đề ở đây rằng là Khang đã nói và ba mẹ cũng đã biết, vậy thì nó sẽ không khó để mình có thể cân chỉnh điều này. Theo cô Tô Nhi A thì cái cách nào để mà mình điều tiết lại để cho bé cảm thấy vẫn đủ đầy mà ba mẹ cũng không thấy áy náy là vì mình có thêm một đứa con và con mình lại có những cảm xúc như vậy? Mình nghĩ rằng là như cái cách mà ba mẹ đang thực hành đã là một cái cách rất là tốt và cần duy trì. Bởi vì tâm thế của mẹ và ba là cái tâm thế làm bạn cùng với Khang, và sau này sẽ là em của Khang. Cái tâm thế của chúng ta đó là mặc dù tôi biết là tôi luôn cố gắng, nhưng tôi vẫn muốn nghe tiếp. Hãy cứ nghe tiếp, bởi vì thực sự Khang sẽ là Khang của ngày mai. Khang không thể là em của ngày hôm qua được. Và chúng ta cũng không biết được là ngày mai thì Khang sẽ là một cậu bé như thế nào. Cái cách duy nhất để chúng ta có thể làm ba mẹ một cách tận tụy và hạnh phúc là chúng ta sẽ đồng hành và lắng nghe. Và trên cái mọi cái diễn biến cuộc đời mà các con nhận mỗi ngày á, mà các con vẫn tìm đến ba mẹ để chia sẻ, thì chúng ta vẫn còn cơ hội để điều chỉnh và để cùng với con mình trưởng thành. Gọi là khẩu quyết của cái môn võ công làm ba mẹ, có nghĩa là chỉ có đồng hành và lắng nghe thôi. Bởi vì thực sự chúng ta cũng không giải quyết vấn đề thay cho các con. Có những cái điều mà Khang đang không hài lòng, mặc dù rất mê em, nhưng bây giờ cảm thấy tự nhiên có em với mình bị chia sẻ thời gian, đôi khi cũng chạnh lòng cũng buồn. Nhưng đôi khi những cái gợn đó trong lòng cũng là những cái cơ hội để các bạn ấy trưởng thành và tự lập. Nó cũng tốt, chứ cũng không có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái cuộc sống toàn là nhung lụa cho các con về mặt cảm xúc, thì cũng chưa hẳn đã là hay. Nhưng quan trọng nhất đó là tất cả những cái gợn đó ba mẹ đều đón nhận, ba mẹ sẽ bình ổn nó và con vẫn cảm thấy an toàn. Có những lúc chạnh lòng, nhưng trên hết vẫn hiểu rằng là vì đây là gia đình, ba mẹ vẫn thương mình và mình có thêm em, thì cô Nhi A tin là cái hành trình đó của cả gia đình nó sẽ hạnh phúc thôi. Và thêm một phương án nữa đi, để biết đâu mình làm được nè. Đó là Khang hiểu rất là rõ về lộ trình của ba mẹ. Mẹ thì sẽ về sớm hơn và ba thì công việc của ba còn rất là bận, phải không? Nhưng mà ba có nghĩ đến cái việc là mình sẽ điều chỉnh về thời gian á, để mà tối ba có thể ở nhà nhiều hơn với các con, thì lúc mà ba có thể phụ mẹ chăm bé nhỏ thì lúc đó là mẹ sẽ có thời gian dành cho Khang như đã từng không? Đặc thù của ba là ngành bộ đội nên nhiều khi nó cũng khó, kỷ luật quân đội nó, tại vì thường là phải đi công tác nữa, nên cũng không thể nào mà sắp xếp như là mình làm ở các vị trí trong xã hội khác.
nó hơi đặc thù nên à, bây giờ vậy mình đổi ngược lại đi. Đó là Khang sẽ đọc sách cho em nghe cùng với mẹ, được không? Được không? Được. Như nó được thỏa mãn rất nhiều thứ của tất cả các bên luôn. Em rất là thích nghe anh Khang đọc sách, bởi vì những đứa em đều rất mê anh hai. Trời ơi, cái gì cũng anh hai. Mai mốt mà em con nói được nhiều là bảo đảm là gọi anh hai hoặc là anh Khang suốt ngày. Có, đúng mình đó. Cũng có bên nhà mấy ngày nay thì mình cũng có nghĩ ra cái hướng đó. Và mình nói là con đọc sách cho em đi. Em nó rất thích nghe cách đọc sách của con. Đúng. Con đọc rất là hay, giọng con đọc rất là truyền cảm. Thế là đọc cũng đọc được chán một lúc, xong rồi kêu không, con thích mẹ đọc thôi à. Kể từ giờ là mình cứ mỗi ngày mình cứ tập mình tập cho em, mình nghe giọng mình đọc là em nó sẽ bắt chước theo. Nhưng mà mỗi lần con đọc em nó có cho con đọc yên đâu. Thì đúng, nó chưa rồi. Quen thôi em. Khi nào nó quen thì nó sẽ thích em, nghe em con đang đọc tò mò hơn. Con thấy con đọc là em sẽ ra em xem được anh hai đang đọc cái gì. Thực ra thì làm việc cùng nhau cũng là một cách để giải tỏa tâm lý cho các bên. Khang được thể hiện vai trò của mình cùng với mẹ trong việc chăm sóc em. Bây giờ Khang có gì muốn nói với ba mẹ nữa không nè? Dạ, con muốn nói là con rất là thương ba mẹ. Ba mẹ cũng rất là thương con. Con cũng là niềm tự hào của ba mẹ. Ba mẹ có gì muốn nói với Khang nữa không? Con muốn ba mẹ nói gì với mình? Con có muốn điều gì nữa thì con cứ nói đi. Biết đâu ba mẹ có thể thực hiện được thì sao? Dạ, con muốn là mẹ chơi với em thì ba chơi với con, còn ba chơi với con thì mẹ chơi với em, cứ thay phiên nhau chơi với em, chơi với con vậy á. Giờ mình chơi chung được không? Mình chơi chung hết cả nhà được không? Dạ được. Chứ sao phải chia ra nhau? Dạ, vậy là vui rồi. Chơi chung sẽ rất là vui, nhưng mà đôi khi cũng có những lúc cần phải riêng tư một chút. Đúng. Đôi khi mình cần có phải những cái phút riêng tư của mình, mỗi người mình mỗi cái không gian riêng. Giống như là mẹ thì nếu mà mẹ trông em thì con cũng có thể vô phòng đọc sách, là con chơi Lego cũng đâu cần nhất thiết là có những lúc mẹ nấu cơm Khang sẽ đọc sách cho em nghe. Đúng rồi. Hoặc là có những lúc mình có những bí mật của những ông anh hai em không có được biết. Đúng rồi. Thì mình cũng sẽ phải có không gian riêng của mình. Đúng rồi. Đúng không? Và cơ bản là chúng ta sẽ vui cùng nhau, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái vùng riêng tư của mình. Mình hạnh phúc với chính mình, với vai trò làm con và làm anh hai của mình. Yeah. Đúng không? Quyết định vậy nha. Cảm ơn Vĩnh Khang rất là nhiều vì con đã đến đây nói lên tâm sự của mình, và điều đó được ba mẹ đón nhận một cách rất là tình cảm. Và cái sự ân cần từ tốn này, con nghĩ nó rất là quan trọng để xây dựng cái sự kết nối, và những đứa trẻ luôn cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của những ông bố bà mẹ điềm tĩnh. Cảm ơn ba mẹ rất là nhiều về ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, đó là những điều rất là đẹp của điều con muốn nói, và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ luôn đồng hành để được cùng chúng tôi lắng nghe nhiều hơn nữa câu chuyện của các bạn nhỏ. Cảm ơn Tonya đã chia sẻ cùng với Ốc trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.